Ngày 23 tháng 7, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà người có công trên địa bàn thành phố Uông Bí nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021. Cùng đi về phía tỉnh có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Về phía thành phố Uông Bí có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong chương trình, đoàn đã đến thăm tặng quà bà Lãnh Thị Ký, mẹ liệt sĩ Nông Văn Sơn, trú tại thôn Tập Đoàn, xã Thượng Yên Công, thương binh hạng 4/4 Nguyễn Công Toản, trú tại khu Phong Thái, phường Phương Nam và thương binh hạng 4/4 Phạm Văn Đãi, trú tại khu 12, phường Quang Trung. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đã tặng quà và ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên mẹ liệt sĩ, các đồng chí thương binh. Đồng chí khẳng định cấp ủy chính quyền luôn ghi nhớ tri ân công lao và sự hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền từ thành phố tới các xã phường tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công trên địa bàn. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Uông Bí cũng trao tặng quà, thăm hỏi động viên sức khỏe, đời sống của mẹ liệt sĩ và các thương binh.